Trời ơi, ta dằn thiệt mà. Đó, thấy không? Thì cái này thiệt không ơi? Trời ơi, đất ơi. Trời ơi, cái khâu nào vậy? Trời ơi, nó dính vô đây luôn. Dính đâu? Dính đâu, có dính đâu? Dính thì buông ra coi dính không? Buông ra coi. Ui là thầy con nó bụng nó giọng đẹp nó bụt thầy cà nó có giọng đẹp lắm làm gì chính sao kha kha lặng diễn diễn gì kiếm tính tính dạ, tính đẹp hơn trên khờ cái gì tính tranh cộng với trên khờ hả là trời này mà quét rồi quét rồi chứ đâu phải thường đâu trời. Chim sâu này quét lên đẹp hơn chim cờ nhiều. Quét lên kìa quá thế luôn rồi. Quá quét rồi. À, lúc giờ quét bao nhiêu lần rồi? Đó giờ có trang điểm thường không chim sâu? Không phải gì. Vậy ha. Vậy là ta nhường nhịn dữ lắm rồi. Kỹ hơn làm mai ấy. Làm đẹp hơn trên đó hả? Đẹp hơn trên. Trời trời đeo vàng không kìa. Trời đeo vàng. Trời đất ơi. Rồi, mà không đeo ở dưới khuỷu tay mà đeo trên đó hả, ngộ hả? Hả? Không vừa. Trời ơi, đeo dưới không vừa hả? Đeo trên bắp tay vậy đó mới đẹp phải không? Thôi, ta mua còng nhỏ nhỏ, mua còng bự vậy. Nói sao? Có tiền mà. Tiền mua cỏ đó gì, có nghĩa nó mình giàu. Trời ơi, tiền ha. Nó đẹp không? Giờ qua đây này. Giờ qua đây nè. Ờ, cười cái coi. Rồi thôi, nhiêu được rồi. Còn, đẹp rồi. Trà chỗ điều không có. Trời ơi, biết nữa ta. Biết trà cho điều nữa ta. Hay à. Không, chim sâu làm điều nè. Thế luôn. Cái làm. Trời ơi, sao mình tha mà không kiếm cái gì mình buộc tóc mình lên cho nó gọn, mình tha cho nó gọn gọn. Chim sâu làm giống chuyên nghiệp quá. Quá thế. Hát tóc nó nè, kệ đơn hát coi. Ồ, ồ, tụi lỗ mũi kìa, coi kìa. Lỗ mũi dọc dừa rồi quá thế luôn. Chét vô lỗ mũi luôn. Đẹp rồi đó. Chét vô lỗ mũi luôn. Chét vô lỗ mũi luôn. Chét vô hầm răng luôn. Cộng dây chuyền đẹp quá ta. Cộng dây chuyền này mua chắc cũng bộn à. Mấy cây chim sâu, đèn á. Biết sao? Không ngồi vậy, mà không biết hả? Ừ, chét vô mũi thử luôn, ừ. Chét vô môi luôn. Chét vô răng luôn kìa. Đánh chân nền ha. Này là mình đi nền trước ha, sao? Mà kem ra kem mà da ra da ha. Hai đứa không có anh em gì chứ ha. Ủa, xuống tới cổ luôn kìa. Trời trời trời, thay cổ luôn, ớn không? Trời. Đau quá. Chị bộ đưa cà phê nó quỷ này đau quá. Đau quá. Cái này lạ nghe, đeo vàng lạ nha. Cái lắc mà người ta đeo ở dưới mà đeo ở trên. Chung số gì đâu mà đeo vàng lè lẹt dữ vậy? Sao quá quét rồi. Vậy là bào với Vĩnh Long được nhiêu đó hả? Về đây đó hả? Này là mang khá giả hả sao? Trời cái ơi. Này bào dữ lắm mà được nhiêu đó hả sao? Mới quệt lên con lớp mình thấy khác lạ liền ha. Lạ liền chứ. Sau này trang điểm đi đám cưới này đẹp lắm nè. Cưới rồi mà hay không cưới cha đẹp cái nào? Thường thường có đi đám cưới đâu không chim sâu? Không. Có quét nhiều lỗ tai luôn không chim sâu? Mới lạ. Đẹp mà nha. Mới lạ hả? Mà nha. Trời ơi, đâu có thua gì chinh khờ. Cậu tao đưa lên kìa, đó. Nhắm mắt lại. Đẹp à. Ở trong thì trong thì hay làm không biết không biết chồng nghĩ mà tại gì. Chim sâu thì ở trong thì vàng trắng, ở ngoài thì vàng, bên tay phải thì lắc. Ôi. Quá giàu, cái này chim sâu quá giàu. Thứ gì chịu nổi không nè. Cái này ông Long về ông gặp ông mê chết luôn nè. Bào cái YouTube xanh xương hết trơn, cái gì chim sâu quá giàu, quá bào. Quét không mũi chưa? Tao tưởng như là nó bào dữ lắm nè. Rồi có vẻ như mày không? Tóc cao cao lên, rồi. Tóc cao cao lên coi.
dây tóc cao cao lên cho nó thoải mái con người coi. Thà son, thà son gì đây? Đó, thà son nè. Đó, giữ chưa? Thì vừa thôi, đừng có ấy. Vậy vậy lên luôn, cái môi đẹp mà. Môi đẹp không đẹp không ba ơi? Cái môi đó, quét cái môi lên. Rồi bắt đầu quét nè, bắt đầu tới chương trình quét nè nha. Tàu ô kìa, tha kìa, kìa. Tàu ô kìa. Tàu ô. Giờ tới chương trình quét à. Tàu nó đỏ. Tha lên luôn mũi luôn. Lao. Rồi bấm môi lại. Quá trời cái mỏ gì rồi. Quá thế, tha không lọc nữa. Trời ơi đẹp quá. Là trời cái này, cái này. Đẹp quá ta. Đẹp chưa đâu, đẹp chưa. Quét ra tới ngoài luôn, quét qua tới mép ngoài luôn. Dính cổ. Nó dính cổ không ơi, sao ơi. Nhớ nha, trang điểm ta đi ban ngày thôi, đừng đi ban đêm nghe trời. Coi cái môi kìa. Bấm môi lại cho nó đều không. Bấm môi lại. Bấm môi lại cho đều. Chết rồi. Trời ơi. Rồi. Nó hồng á. Ừ, rồi đến hồng á. Quá đẹp luôn sao ơi. Quá. Ôi, ôi chuyên nghiệp quá, quá chuyên nghiệp sao ơi. Ngày mà ngày làm ngày mà cái này, này mà có cái cây gì vẽ chân mày luôn đẹp không? Này là mình đi make up cho cô dâu luôn được chưa? Hả? Đừng có lấy đó này vẽ chân mày luôn à? Vẽ chân mày luôn á dạ? Có bộ trang điểm mà thiếu quét. Thiếu cái vẽ chân mày. Quá quét quá quét. Đó nó có màu này màu kia đó. Cái tài đó. Rồi. Quá thấy quét này. Giống như giống cái cò mà khét chảy quá. Quá đẹp quá. Quá vậy đó, anh Tòng về cử cái vô coi. Quá dữ rồi. Là trời trang điểm cái này em chồng về em thấy gụm gúm luôn nè. Chồng vô cử cái coi, thiệt luôn. Chồng về em thấy thương. Về em thưởng nữa. Trời ơi, chồng về em thưởng á, thấy đẹp về em thưởng á. Là trời em chạy xe ôm về em thấy em thưởng liền. Kìm bao nhiêu đâu. Đẹp 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 lên đi rồi, tối nay cũng không dít cho 2-3 dít gì. Không, em không được dít nè. Trời là trời. Ôi ôi. Quá thế hoạch luôn kìa. Quá hoạch, quá quét rồi. Nhận điểm, nhận nhận cái mặt kìa. Cười mạnh ra đây coi. Rồi, quay ra đây, cười cái coi. Quay ra đây nè. Cười cái coi. Nhướng mặt lên coi. Cười cái coi. Chưa có quét ra ngoài mép kìa. Chưa có quét son ra ngoài mép kìa. Quét cho nó tràn ra mép luôn coi. Không có cái đâu coi. Đâu có bên đây nè. Cái này là nhìn kỹ coi, nhìn kỹ coi. Cứ sử dụng. Mở kiến lên. Mở kiến lên nhìn kỹ coi cái hai cái mép nó chưa tràn ra kìa. Mở kiến lên. Quét cho nó tràn ra hai cái mép môi luôn. Ta trang điểm phải trang điểm cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp. Đàng hoàng coi. Quét nhìn nè hai bên môi này nè. Môi cháy ấu rồi chứ. Giờ nhìn hai bên nó chưa có đó. Hai bên mép chưa có đó. Gì ta chèn lại. Bẩm lại, bẩm lại. Hay là về quẹt nó cái nó đi. Quả thế bậm luôn kìa, trang điểm là chuẩn bị đám cưới. Lấy chồng chữ cho coi. Này trang điểm thấy đẹp quá ta. Chuẩn bị đám cưới hay đâu mà trang điểm đẹp xinh như vậy. Đẹp cho ông chồng thương nhiều. Đi quay. Đẹp cho ông chồng thương nhiều. Lên clip đẹp nè. Quá đẹp rồi, nhưng sao quá đẹp rồi. Ôi ôi. Đẹp thú hồn chim én luôn trời. Chim sâu chứ đâu phải ai đâu trời. Sâu ai. Chị đại mày đó ca. Chị đại cười cái chị đại. Rồi mình mạnh lên chị đại. Ờ gì đó. Đi càng là những cái son kìa. Ừ là trời bất cường sao mà gắt. Quá đẹp không? Này cơ cưới. Với cao đây là cộng của đám này. Rồi bây giờ trang điểm xinh xinh rồi, chuẩn bị bây giờ mình hát tặng bài đi. Hát bài chim sâu. Đó giờ chưa nghe chim sâu hát. Bài ơi, không phải chỉ giờ cái mệt rồi. Vô mà nói là coi mày lấy rồi. Coi mày lấy mà không coi ba cờ lấy giờ kia cho chị mướn coi. Giờ khoai vàng nè, bắt đầu là cái vàng đó là bao nhiêu nè chứ không bao nhiêu nói ra nghe coi. Đi ra không? Không mua hả? Không mua quá. Lấy cái vừa coi cái ca vừa gà lấy cho chị đại mau lên gà lấy cho chị đại nó làm đi cho anh tự mặc cái quỷ gì đó ca mà ca mà không không đi làm á mẹ chị mẹ cỏ nào làm biết cái quỷ gì đó chìm sâu trang điểm nhìn thấy đẹp quá ta sáng trưng luôn nè. Bây giờ có ai khen chưa ông xã có khen không hả chim sâu nè.
Thôi không, ngồi lấy này tôi về dùng. Rồi, trang điểm vừa, trang điểm đẹp quá, anh lại kiếm kìa. Rồi, kiếm tới rồi kìa. Rồi. Anh kìa. Kiếm tới. Rồi, anh đẹp trai kìa. Chắc ái mộ chim sâu cái gì nè. Khán giả ái mộ chim sâu cái gì kìa. Thì anh đẹp trai lại kìa. Chưa đẹp trai vô. Anh ơi, ủng hộ em với số anh ơi, em trang điểm lên em bán số anh ơi. Rồi, bắt gặp trai đẹp có mấy nhìn kìa. Trang điểm lên bán với số. Còn bao nhiêu tờ chim sâu? 6 tờ ha. Ông đó ông đại gia đó, ông đó đại gia đó, hồi vô kêu rồi ông mua luôn. Rồi mình đi bán số ngày nào cũng trang điểm gì cho hả chim sâu? Quá trời cái màu chim sâu đẹp, quá đẹp. Sâu sâu ơi, sâu. Sâu. Dạ ông đại gia ơi. Mới nhìn tôi mới chết chết Đà Lạt không chứ. Ông sâu kêu sáng nay mấy giờ rồi tất nhiên chim sâu. Cá nhìn mấy. 8 giờ mấy mới thức luôn hả? Gần sao hứa làm sao chứ bà mẹ chồng 6 giờ thức rồi sao? Tại mệt quá à. Thôi mẹ ơi giờ con dâu giờ con dâu quá mệt rồi. Giờ con ngủ phiếu đi rồi còn cầm con đi lấy số bán. Lấy cây số lấy cờ quê bán. Vậy đó hả? Rồi mẹ nói sao sao? Rồi mẹ chồng nói sao? Mẹ nói gì? Mẹ nói chưa hả? Nói mày bà tao hả? Mày dâu tao hả? Tao dâu mày 6 rồi 4 giờ tao thức tao làm mà mày ngủ tới 8 giờ. Bà có nói gì không? Vậy là ngày đầu là 6 giờ thức. Ngày hôm sau là 8 giờ thức. Ngày mai mấy giờ thức sao? Ngày mai mấy giờ? 10 giờ. Có 6 giờ. Phải không? Ngày mai chắc tới 12 giờ mới thức quá. Hứa câu mày hứa câu mày hứa câu cá rồi hứa câu mày thức 8 giờ hả? Rồi nói sao? Rồi trả lời với bà sao? Rồi sau nói sao? Rồi cái Phụng nói với bà già chồng sao? Mẹ chồng nói con lợn ngủ rồi mẹ ơi. Con lợn ngủ rồi lại ngủ. Chứ không phải tôi dâu bà tôi ngủ tới giờ nào tôi ngủ chứ bà nói gì tôi vậy? Kỳ hả? Phải không? Cái gì? Ở đầu hả? Ở đầu. Buồn hả? Vậy thôi tao ở dưới đi. Vậy thôi tao ở dưới đi. Tao dưới Vĩnh Long thì tao muốn ngủ tới giờ nào tao ngủ. Còn về đây ngủ mất tới 6 giờ thức rồi. Mình về mình làm dâu mình phải thức sớm chứ. Ừ. Sao? Đậu nữa. Ở đậu. Bữa nay mày đặt nó ở đậu nó chèn. Biết là đậu thức sớm chút. Thôi nó mẹ nói ở đậu đi. Ở đậu đi. Thôi. Anh ơi. Anh ở đâu quay á anh? Anh đâu? Anh ở dưới Đồng Tháp mới lên. Thôi quay mấy tiền nghe nay em nhiêu quay nhiêu nè. Nhiêu nói nè đặng tao trả tiền luôn nè. Bao con đâu bao. Bao nó 500. Cái gì quy đeo 500 hả? Ờ cái quay. Hắn quay 500.000 chưa nói gì. Ê đó bào bởi vậy đó bào YouTuber xanh xương hết trơn rồi bắt đầu rồi đẹp cái sâu vàng da rồi đó thấy không vàng da cho rồi kìa mình vàng da cho rồi kìa dây chuyền rồi lắc rồi đeo tên cầm tay gì tầm lum hết trơn đeo vậy đó tí lắc mà đeo trên cầm tay đó thấy không mua đeo vừa không đeo trên vậy là bữa giờ mấy anh kia quay là mỗi người là 5 triệu không đó hả 500 có không vàng đâu mà đeo dữ vậy bào YouTube nói gì đó các bạn họ tiền họ bán có cắm qua ngày có gạo cái thuốc gì cái gì phơi gì gạo báu thì quay đó 3 ly rồi đó qua mệt á mình á mệt cho mình là 3 ly sữa đó đó mà bữa nay sung sức là 6 ly thấy không ủa dạng đâu mà giữ thằng vậy anh quá bào rồi bào như tóc đó con chim sâu đó chim sâu đó chim phụng hả bào anh em đó mà mua vậy đó bào của mấy anh em vậy mà mua vàng gì đó tiền có tiền bắn khó sống qua ngày bào vậy mới có ăn không bào lấy gì ăn hả cô lợ bào hơn á cô lợ có bào hơn quỷ ủa rồi cái chiếc kia đeo trên tay đó là mấy tỷ vậy vậy chị chim sâu mượn cá của ông chồng nó mua đó mà cho mượn nè của chồng mua á chồng chim sâu chồng nhỏ mua nè cái chiếc đó nhìn thấy sao tôi được đó hỏa luôn quá dữ dằn chim sâu cái này quá giàu tôi được chồng nhỏ hả chồng nhỏ có à không có làm được cái gì đâu mẹ đi có ngại làm đâu phải đưa kìa dạ
mà vào bờ vậy mới mới được quan trọng. Cái vợ mày nè, cái vợ mày nè có mày cua nhỏ màu, mày làm mà nó ấy là cái nờ, cái nó khờ quá, khờ khờ vợ, hôm qua làm cái ghê. Qua làm gai không? Qua làm gai không? Bắt cổ luôn rồi qua không? Nó hai đại là cao chị đại rồi. Con Thảo qua cao đầu tiên mà nổi cái giờ rồi. Rồi rồi con chim nó khờ vậy, chim sâu là gì? Chim sâu có khờ không? Em không khờ đâu. Em thấy là mình cái cái em là cái em mình cao hơn nó, mình cao hơn nó, mình lợ hơn nó. Vậy là chim sâu tỉnh ha. Cao hơn nó. Mày không có gì, mày làm chồng đó, mày làm em có được rồi, mày làm em có được rồi, mày làm em có được rồi. Chim sâu gắt tỉnh và đập gái nè, chim sâu tỉnh lắm đó nè, thấy không? Mà báo! Chim sâu gắt tỉnh ha. Chim sâu gắt tỉnh. Rồi trang điểm này là chuẩn bị là hồi đi đám cưới hay vậy? Cưới đâu cậu cậy cơ là cậy cơ người quay này là 50.000 này lận rồi đó mũi dân nói qua mà thôi bây giờ mỗi người quay hơi nguyên một tháng là 5 triệu đi. 5 triệu nó tiền liền đó mới quan trọng. Nhìn cái mỏ dữ thằng vậy khó ăn không vậy, ai nói khờ không? Nó khờ khờ được có mấy chục ngàn rồi nó tiền mua có mũi ăn rồi thợ. Cái gì chị sao hỏi chị đẹp không chứ sao em chăm đẹp chăng điểm gì đẹp không em đẹp lắm kinh có làm cái em không gì la em gọn gàng. Sao không làm nền với cổ luôn chim sâu, làm nền cổ luôn đi cho nó đẹp kìa. Quét vô quét lỗ tai luôn. Nói hơi bị mệt. Quá khởi, luộc chắc mình chỉ nghề bán số đều vàng đỏ cổ chứ. Nói chuyện mà cũng mệt nữa trời. Tay trời. Xịt nữa kìa. Chim sâu nổi tiếng mà. Đi tới đâu mà ai không biết chim sâu. Ê, không được nha, đừng dỡ bự kìa. Đừng làm bãi được á. Kem đó, kem trắng. Trời ơi, không được, không thấy đâu. Không thấy đâu, em biết mà. Em biết, nói em rồi, em phồng như con cá thôi. Chim sâu gắt kỉnh rồi gặp gái đó. Ủa chắc hồi sáng chắc ha hết cây son luôn quá. Hết cây son chưa? Hết cây son chưa? Tao ba lá. Đi gọi đầu. Đâu rồi hả? Mấy bữa mới tắm lần. Tắm ngày nào không tắm. Thôi. Ngày nào không tắm. Ngày nào không tắm chưa? Mẹ cầm mới cho ở. Tắm cho rồi mẹ cầm cho ở. Vậy ha, mình phải sạch sẽ ha. Vì mà mới kế bên sớm tao đồn 4 bữa mới tắm lần. Có ba lá. Bán vé số trúng lọt đất sao đeo vàng dữ thằng biết. Em phái vàng rồi đó. Thấy vàng là em phái à. Có vàng là phái rồi không? Có vàng là phái à. Do chừng sâu cái hơn kinh. Kinh nó khờ quá. Chim sâu giờ là thay đổi rồi đó chứ đâu phải như ngày xưa nữa đâu. Chim sâu bây giờ chứ không phải chim sâu xưa đâu. Chim sâu chững chạc lại rồi đó thấy không? Thay đổi rồi cáp rồi. Chim sâu bây giờ là nhỏ thành đàn rồi. Sao? Mày cầm mẻ tao. Đủ cầm mẻ không kìa. Trời ơi. Hồi mai nó khởi mày. Mày nó xứng với nhau. Xứng nhau mày luôn ha. Xứng nhau đó. Hồi mai cho nó rồi đó. Cái là mai mày rồi đó. Một người đó. Sáng 8 giờ thức dậy. 8 giờ rồi. Rồi có nấu cơm nước cho bà chồng ăn trưa ngồi trang điểm nữa. Có nấu nướng gì chơi chim sâu 8 giờ đó. Kiểu này chắc bị đuổi luôn rồi. Thức dậy là xong rồi đi luôn đó hả? Đi luôn đó. Rồi chút nữa bà chồng nấu cơm về ăn thôi hả? Rồi chiều về tắm bỏ đồ đó cho bà chồng giặt luôn. Hai đồng giặt. Một bên đem cái cục hít theo nữa ta. Có cái cục này nó cái đó nó vàng thiệt hay vàng giả nữa. Vàng thiệt đó trời, thiệt sâu tao giàu lắm. Mấy giàu sâu nó này giàu như ngày xưa đâu kìa. Quan để coi. Anh có cục hít không? Cục hít không coi nó hít không? Có hít nè. Ý là người ta chơi chị đi bằng giả kìa. Để mình test giả sao? Có... Nè để lấy cục hít nè, thử coi. Nó nói ai nói gì nói đi. Thử mới biết nha. À lấy nè, nè thử nè. Cục này cục hít nha. Cho nó thử không? Điều ảnh cho thử không? Thử luôn. Cho thử không?
thử thử coi đi qua đây nè, đi qua đây nè, thử đi thử nha, thử coi thử đây à. Trời ơi, tao thằng thiệt mà đó, thấy không? Đó, thấy cái này thiệt không ơi? Trời ơi, đó rồi, rồi, đâu cái khâu nào coi. Trời ơi, nó dính vô đây luôn. Dính đâu? Dính thì buông ra coi dính không? Buông ra coi. Quay quay trời. Ủa vậy là cái kia thiệt hả? Còn cái bên đây là hít hả? Ồ vàng mà cũng hít nữa ta. Ủa người ta. Vàng mà cũng hít nữa chứ đâu. Ủa cái này nó hít thiệt mà, đó, cái nào bằng sắt là hít nè không? Ủa sao kỳ trời. Nói rồi mới thấy vàng hít nè. Vàng mà có dụng hít nữa ta. Sao cái này nó hít? Trời anh hít kìa, đưa số cho anh hít. Bây giờ anh hít rồi, giờ anh mua số giờ tiếp em đi. Trời xíu mua cho. Mà sao cái đó nó hít dữ vậy ta? Hít cứ ngắt luôn á. Vàng 9 số 4 mà. À, mua nhiều quá. Bởi vì mình đem đâu có thử còn cái miếng lắc nó mua nhiều mà nó lúc này là về phải nói với ổng rồi sao dạ. Anh ơi sao mà vàng hết rồi. Sao mà hết dữ người ta? Ai biết được. Đâu hết là hết hả? Nó bảo là bởi vì trang điểm vậy là tính là tâm lý anh. Khi anh với mày đi. Dạ dạ. Dạ. Rồi chuẩn bị đi đám cưới ha, chuẩn bị đi bán số gì đi nha. Anh em ta đúng rồi. Dạ, báo. Thôi có hỏi cần báo ơi. Có người ủng hộ cho ha. Rồi đi bán đi. Trời ơi, bữa nay mới biết à.